Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì trợ thủ thân tín đắc lực của bà Phương Hằng đang quay lầu và cảnh cáo bà Hằng: tôi mà moi hết ra tình cảm riêng của chị thì đố chị mà dám thò mặt ra đường đấy. Cậu IT muốn đối mặt giải quyết vấn đề rõ ràng với nữ đại gia Bình Dương. Mới đây thì cậu IT Nhâm Hoàng Khang lại tiếp tục đăng tải một đoạn clip dài và đề cập đến nữ đại gia Bình Dương với nhiều biểu lộ khiến dân tình tò mò. Theo đó thì cậu IT cũng gửi lời thách thức đến một nữ đại gia này, ba mặt một lời. Cụ thể cậu IT này cũng lên tiếng nói rằng: tôi chưa có thể làm hết những gì mà tôi có thể đâu. Nếu mà tôi muốn làm hết những gì tôi có thể thì đó là tôi nói thiệt, chắc chị không dám ra đường được đâu. Tại vì những gì của chị tự hiểu mà, đúng không? Những cái gì thuộc về tình cảm riêng tư của chị, tôi chưa có up lên đâu. Giờ thì hẹn chị ở đâu đi, tôi tới luôn, tôi kêu công an luôn thử coi chị dám làm không. Đứa nào sai thì đứa đó chịu, tôi thách chị luôn đó. Thưa quý vị và các bạn, đó là lời nói thẳng thắn từ cậu IT. Theo đó thì cậu IT Nhâm Hoàng Khang này cũng tiết lộ rằng bản thân vẫn chưa làm hết công suất của mình. Trong câu chuyện với nữ đại gia Bình Dương này. Và nếu cậu thẳng tay chơi bài ra một số chuyện tình cảm riêng tư thì sẽ khiến nữ đại gia này không dám ra đường nữa đây chăng? Đồng thời Nhâm Hoàng Khang cũng gửi lời thách thức đến nữ đại gia này sẽ xuất hiện để giải quyết mâu thuẫn về những vấn đề này cho rõ ràng, và cậu ấy sẽ trực tiếp mời công an đến để làm việc luôn. Trước đó thì nữ đại gia Bình Dương này cũng đã gửi một cú chốc tiết lộ cái kết cho việc cậu IT nếu đụng chạm đến tài khoản của quỹ từ thiện Hằng Hữu và công ty cổ phần Đại Nam thì sẽ lập tức có người đưa đến công an. Đó là lời thẳng thắn từ bà chủ Đại Nam. Và hiện tại thì câu chuyện lùm xùm về chuyện hứa hẹn công khai sao kê quỹ từ thiện Hằng Hữu của cậu IT vẫn chưa được quan tâm. Tuy nhiên để có cái kết rõ ràng thì phải đến ngày 15 tháng 9 này, khi cậu ấy tung ra tất cả những tờ giấy sao kê để tuyên bố. Và giữ đúng như lời hứa thì vào tối 15 tối hôm qua, cậu IT này cũng đã tung bản sao kê của mình ra trên cộng đồng mạng để cho mọi người được biết. Và bên cạnh sức ép của phía mụ cuồn cuộn thì cộng đồng mạng lo ngại rằng liệu cậu IT mà đụng chạm đến quỹ sao kê Hằng Hữu thì sẽ nhận được kết quả như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì cậu IT Nhâm Hoàng Khang vừa cập nhật tình hình sao kê quỹ từ thiện Hằng Hữu trên trang cá nhân của mình thì liền nhận được một cú chốc hạ kết quả. Cụ thể là chủ tịch quỹ từ thiện Hằng Hữu tiết lộ cái kết cho việc mà cậu IT nếu đụng chạm đến cái quản quỹ từ thiện Hằng Hữu và công ty cổ phần Đại Nam thì lập tức sẽ có người đưa cậu đến công an liền. Trước đó thì Nhâm Hoàng Khang cũng đã tiết lộ là sẽ công khai đầy đủ 2.248 trang giấy sao kê của quỹ từ thiện Hằng Hữu từ ngân hàng và có đóng dấu đầy đủ, không thiếu một trang nào. Cậu IT cũng tuyên bố là thời gian cụ thể là vào ngày 15 tháng 9 này, và đúng như thời hạn thì đúng y vào tối 15 tháng 9 thì cậu IT Nhâm Hoàng Khang này đã đồng thời sao kê hết cái quỹ Hằng Hữu ra. Và cậu IT cũng nhằm khẳng định rằng về tính chất chính xác và cậu sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu như công khai những tờ sao kê giả. Có nghĩa rằng cậu IT này chắc chắn rằng những tờ sao kê mà cậu tung ra về cái quỹ Hằng Hữu thì chắc chắn đó là thật 100%. Nếu có giả thì cậu IT này sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy các bạn ạ. Và trao đổi với báo Thanh Niên về vấn đề này thì luật sư Trương Văn Tuấn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết rằng việc tiết lộ thông tin tài khoản khách hàng nếu không được khách hàng đồng ý hoặc không thuộc các trường hợp pháp luật cho phép là hành vi vi phạm của pháp luật được quy định tại Điều 14 của Luật Tổ chức Tín dụng năm 2010.
Và căn cứ theo Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì hành vi phát tán thông tin giao dịch ngân hàng nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo khoản 2 điều 387 của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Trường hợp là một bên nhận được thông tin bí mật của bên kia trong quá trình giao kết hợp đồng thì có trách nhiệm bảo mật thông tin và không được sử dụng thông tin đó cho mục đích riêng của mình hoặc cho mục đích trái pháp luật khác. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo khoản 3 điều 387 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 đấy. Đồng tình với quan điểm trên thì luật sư Lê Trung Phát, đoàn luật sư của Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thêm, theo quy định về bảo mật thông tin tại điều 14 của Luật Tổ chức Tín dụng năm 2010 sửa đổi vào năm 2017 thì các tổ chức tín dụng phải đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi và các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng. Do đó, hành vi để lộ sao kê tài khoản của ngân hàng thì khách hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng theo quy định tại khoản 4 điều 47 của Nghị định 88 năm 2019 của Nghị định Chính phủ được nêu ra. Riêng nếu như tổ chức tín dụng vi phạm thì mức phạt là gấp 2 lần mức phạt này. Thưa quý vị và các bạn, như vậy nếu trong cái vụ mà việc lộ thông tin quỹ sao kê và tất cả những cái vụ việc lùm xùm trong cái drama suốt 6 tháng qua và gần đây liên đới đến tất cả những cái việc mà cho rằng phải sao kê tất cả các cái quỹ từ thiện cho đến quỹ hằng hữu, thì mới đây động thái mới từ các cộng đồng mạng cũng như dư luận khi bà Hằng công kích giới nghệ sĩ bắt buộc phải sao kê tất cả các cái khoản thu chi rõ ràng từ các cái quỹ của các giới người trong giới nghệ sĩ này quyên góp, thì đồng loạt hàng loạt cư dân mạng bên cạnh đó cũng có rất nhiều các báo đài đứng lên bắt buộc quỹ hằng hữu phải sao kê công khai tất cả những việc làm minh bạch và thu chi rõ ràng trong cái quỹ hằng hữu từ khi thành lập đến bây giờ. Và thật sự trong vụ việc lùm xùm này thì mới đây tối hôm qua 15 tháng 9, Nhâm Hoàng Khang, cậu IT này cũng đã hứa với cộng đồng mạng rằng và cuối cùng anh ta cũng đã sao kê đúng cái quỹ từ thiện hằng hữu ra. Và thật sự đây là một cái thông tin mà khiến cho dư luận của chúng ta hết sức bàng hoàng. Khi cậu IT này lại nắm bắt trong tay một số vấn đề mà không ai ngờ là có thật được. Và theo quy định của pháp luật thì nếu ai giữ bí mật hoặc ai làm lộ những thông tin từ các tài khoản từ ngân hàng thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và thật sự trước khi tung cái tờ sao kê về quỹ hàng hữu này thì cậu IT này cũng đã hướng dẫn cho mọi người vào trong trang website thì chúng ta có thể lần ra tìm thấy tất cả những thông tin này rất đơn giản. Và thật sự nếu như đơn giản như vậy thì đây có nghĩa là trách nhiệm thuộc về sự bảo mật của ngân hàng không an toàn. Và theo như lời trích dẫn của các vị luật sư thì đôi bên này nếu như để lộ cái quỹ sao kê này ra, cái quỹ lộ sao kê tất cả những cái khoản tài sản, tài khoản mà quyên góp từ thiện từ các quỹ sao kê này thì người đó phải chịu vi phạm trước pháp luật. Thì thực hư về những điều bí ẩn và những việc làm sai trái chưa rõ ràng trong quỹ hằng hữu này khiến cho cộng đồng mạng một lần nữa phải đặt nhiều câu hỏi nghi vấn và tại sao bà Hằng lại hoảng sợ và run sợ khi Nhâm Hoàng Khang công bố tất cả các cái quỹ sao kê về hằng hữu này và những thông tin chính xác không sai một ly. Thì cho chúng ta thấy những cái điều bí ẩn phía sau quỹ hằng hữu này và lộ con số thông tin của quỹ hằng hữu này lên đến 1.000+ tỷ luôn các bạn ạ. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là việc căng thẳng về sự đấu tố giữa cuộc chiến sao kê giữa bà Hằng và giới nghệ sĩ. Bên cạnh đó thì liên quan đến việc bắt buộc sao kê với nhau và bên phía nghệ sĩ thì bắt buộc bà Hằng phải sao kê quỹ hằng hữu. Và bà Hằng lại đồng loạt tố cáo và bắt buộc giới nghệ sĩ phải sao kê tất cả những cái khoản thu chi mà được gọi rằng là làm từ thiện của giới nghệ sĩ này.
thì cuộc đấu chiến này đang diễn ra thật căng thẳng thì đột ngột ngày 12 tháng 9 vừa qua, bà Hằng lại tuyên bố dừng cuộc livestream đột ngột. Và theo như dự đoán của cộng đồng mạng thì bà Hằng chắc chắn đã thua cuộc chơi này cho nên tìm đường lẩn trốn. Nhưng thực ra thì trong mấy ngày qua bà Hằng chịu sức ép từ cộng đồng mạng cũng như các giới cơ quan chức năng đồng loạt lên tiếng phản ánh về việc livestream của bà và cũng có gửi đơn thư mời bà lên công an phường để uống trà. Và thực hư sau khi dừng cuộc livestream thì mới đây ngày hôm qua bà cũng có tuyên bố rằng bà nhớ quý vị khán giả và bà muốn quay trở lại cuộc chiến một lần nữa. Còn về phía Nhâm Hoàng Khang thì anh đã giữ đúng như lời hứa thì mới đây ngày hôm qua Nhâm Hoàng Khang lại quyết định tung cái quỷ sao kê Hằng Hữu này ra để quyết thách đấu và dằn mặt với bà Hằng trong cuộc chiến này cho đến mục đích cuối cùng. Thưa quý vị và các bạn, thì trong những ngày gần đây xôn xao về việc quỹ từ thiện Hằng Hữu có nhiều ẩn ý không đúng với sự thật, thì đồng loạt nhiều trang báo mạng cũng như các cộng đồng mạng soi vào trong cái quỹ từ thiện này thì thật rõ ràng quỹ từ thiện hoạt động từ thiện trong những năm qua có nhiều điều bí ẩn chưa được rõ ràng và chưa được minh bạch, cho nên gần đây cộng đồng mạng đồng loạt lên tiếng bắt buộc quỹ Hằng Hữu này phải thống kê và sao kê tất cả khoản chi thu từ nguồn thu vào quỹ này. Và sau khi đồng loạt lên tiếng thì quỹ Hằng Hữu đột ngột lại biến mất trong trang cá nhân của mình khi tất cả những thông tin đều bị ẩn và biến mất một cách bí ẩn. Như quý vị và các bạn cũng đã biết thì trong cái kênh của Quỳnh Hằng Hữu cũng có âm thầm kêu gọi quyên góp từ thiện vào trong cái quỹ Hằng Hữu này. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng rõ ràng rằng quỹ này có kêu gọi quyên góp từ thiện mà bà Hằng lúc nào cũng lên livestream tuyên bố rằng tôi chưa bao giờ quyên góp một đồng nào của ai và tôi cũng chưa bao giờ sử dụng đồng tiền từ các mạnh thường quân, tôi chỉ bỏ tiền túi của tôi ra để tôi làm từ thiện mà thôi. Và qua vụ việc này thì chắc có lẽ chúng ta cũng đã biết rõ ràng rằng cái bản chất lương lẹo và láo lợn của bà Hằng này rồi. Và đồng loạt cộng đồng mạng lên tiếng bắt buộc bà phải lộ mặt và phải tung cái quỹ sao kê này ra để cho cơ quan chức năng vào cuộc tiến hành làm rõ những việc ẩn khuất trong vụ việc này. Và nếu như vụ việc này mà cơ quan chức năng đồng loạt vào cuộc thì chắc có lẽ quỹ từ thiện Hằng Hữu này và công ty Đại Nam sẽ gặp rất nhiều vấn đề rắc rối trong đây. Cho nên động thái gần đây bà Hằng có nhiều vấn đề trở nên âm thầm lặng lẽ và không dám công kích đối đầu với cộng đồng mạng một lần nữa. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy theo dõi những phần tiếp theo khi động thái xuất hiện của bà Hằng trong thời gian sắp tới sẽ như thế nào và mình luôn cập nhật những thông tin để gửi đến quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Đến đây mình xin kết thúc video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian xem video của mình. Mến chúc quý vị và các bạn một ngày bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ.